Kính thưa tất cả các vị khách quý, kính thưa quý thầy cô cùng với tất cả các em sinh viên thân mến. Phương Đông là miền đất phát nguồn của nhiều nền văn minh nhân loại, một Ả Rập rực lửa mà ảo diệu, một Ấn Độ huyền bí mà sôi động, một Trung Hoa truyền thống đa sắc màu cùng một Đông Nam Á thống nhất trong đa dạng. Tất cả đều đã quy tụ về đây. Phương Đông với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và thị trường phát triển kinh tế năng động đã và đang trỗi dậy với nhiều triển vọng lớn lao của thế giới. Trong sự phát triển đó, Phương Đông ngày càng thu hút sự chú ý đông đảo của các nhà khoa học, các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, ngoại giao của nhiều quốc gia và Việt Nam cũng không nằm ngoài nhịp điệu phát triển chung của thế giới. Do đó, việc có một hiểu biết sâu rộng về thế giới Phương Đông là nhu cầu mang tính chất tất yếu và khách quan. Và khoa Đông Phương học của trường chúng ta cũng ra đời trong sự kết nối giữa Việt Nam và thế giới Phương Đông như thế. Ngay sau đây, xin được kính mời tất cả các vị khách quý, quý thầy cô cùng với tất cả các em sinh viên cùng thưởng thức chương trình văn nghệ mang tên Đông Phương học giữa lòng nhân văn để cùng chúng tôi đi qua Phương Đông giữa lòng thành phố mang tên Bác với các tiết mục văn nghệ, múa Phương Đông văn minh hội tụ, tam ca nét đẹp Á Đông, đơn ca thăm lúa, múa Đông Nam Á, hải đảo lục địa liền một dải, ca múa hãy đến với con người Việt Nam tôi.
trên thế gian này trong phút giây này. Một ánh mắt xuân ngời như nói bao lời, muốn đến đến sát bên em thật gần. Tôi đã yêu rồi, yêu màu da, yêu mái tóc, yêu tiếng nói đã cuốn hút tôi bao ngày. Em tôi thấy một trời quê hương. Hôm nay đây, hôm nay đây. Cảm ơn nét đẹp Á Đông. Em cho tôi trở về tuổi thơ tôi. Người tôi giờ mới yêu thương trong những cánh chim bay xa. Cả thế giới như bóng dừng lại để nhìn theo em. Em giúp tôi những giấc mộng dài nồng ngàn yêu thương. Tôi mỉm mắt với nắng chiều vàng rung động quê hương. Yêu thương dành cho em. Vùng tròn quân không tràn dứt xa hoa mà em khiến bao người thầm ghen tuông. Chim bay xa, cả thế giới như trong dừng lại để nhìn theo em. Em giúp tôi những giấc mộng dài nồng nàn yêu thương. Tôi mỉm mắt với nắng chiều vàng ruộng đồng quê hương. Yêu thương dành cho em. Yêu thương của tôi, xin nhờ nắng hát cùng tôi bao câu hát chào người. Ôi à ơi, ôi Việt Nam trong tim của tôi, xin cảm ơn em đã đến với tôi em nhé. Cho em đôi tay một trời quê hương. Em lại
cây lúa cho đời thêm ấm no, lúa trổ bông bạt ngát thơm tràn ngập cánh đồng, khó nhọc ta vững vàng chỉ sợ lòng không màng, khó nhọc ta vững vàng chỉ sợ lòng không màng, chờ một ngày gặt hái xong ta lại mang lúa về, chờ một ngày gặt hái xong ta cùng mang lúa về. Nhìn cây lúa trổ bông ta vui sao trong lòng, chờ cây lúa ngát hương cho quê ta tươi màu. Nhìn cây lúa trổ bông ta vui sao trong lòng, chờ cây lúa chúc mừng lúa tràn về khắp nơi, anh và em cùng chúc mừng. Bố tuôn ta đi cơn nắng, rây ngà bung to đi cơn đỏ. Bố tuôn ta đi cơn nắng, rây ngà bung to đi cơn đỏ.
quê hương Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào. Ngày nào con chim trong khói bom mà giờ đây cất cao lời ca vàng. Hà Nội thủ đô con tìm dấu hiệu, mừng xuân qua xa đã vui thêm nhiều. Tàu vào Nam rộn vào tiếng ca, nhà mắt tay vẫy nhau chờ ngược lại. Sài Gòn một ngày bao nhiêu đổi thay, hòa theo sức sống với bao công trình. Từ bàn tay cùng nhau đắp xây, để giờ đây chúng tôi gọi mời. Đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón sao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn xa hôm nay. Quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sống và dành non sông trái tim Việt Nam. Việt Nam.
kịp hả? Đau quá.